là nhiệt tình và người cổ vũ rất là nhiệt tình. Nếu như họ chạy lên đây là sẽ là cây số thứ 30 của họ rồi, khoảng tầm thứ 30. Mọi người vẫn đang rất sung sức để có thể chạy tiếp. Được, nhưng mà cũng không bằng Ben Zaden. Ben Zaden đã vô địch rồi. Rất nhiều người đã rất là mệt sau một quãng đường rất là dài, nhưng người ta được sự cổ vũ rất là nhiệt tình của tất cả mọi người dân ở đây, cả người dân quốc tế nữa, nên là họ cố gắng để hoàn thành tốt phần thi của mình. Mặc dù rất là dài, ngày hôm nay phải chạy, nhưng họ phải chạy khoảng tầm 50 cây số chứ không phải như tôi. Nhiệt tình như thế này thì không thể nào mà không cố gắng lên được. Mọi người đang ngồi Cambare nên là cố gắng lên rất là náo nhiệt. Vâng, mọi người ở đây thì người ta mệt đến bao nhiêu thì vẫn cố gắng để chạy hoàn thành tốt thêm phần thi của mình. Công nhận người Nhật rất là nhiệt tình rồi. Ngày hôm nay là cái ngày có thể đang nghỉ ngơi, người ta đến đây để cổ vũ cho mọi người. Sầm uất nổi tiếng là vì con phố này là con phố mua sắm, nhưng mà hôm nay con phố này cũng rất là đông đúc, không phải là vì đến để mua sắm mà để cổ vũ cho mọi người ở đây thi chạy với nhau. Công nhận ngày hôm nay con phố này là đột nhiên đông kinh hoàng luôn, trông phải cảnh tượng lại vô cùng ấn tượng. Tại mà tôi đang đứng đây là chỉ còn 1 km nữa thôi là sẽ về đích. Và mọi người đang cố gắng hết sức chạy rất là nhiệt tình, chạy rất là nhanh. Những người mà đang ở phía sau tôi đây là những người rất là khỏe. Bây giờ đến mức độ này rồi, đến giờ phút này mà chạy vẫn rất là kinh điển, chạy vẫn gọi là sung sức. Tôi mà chạy đến mức này rồi là thôi chịu chết luôn.
trao giải gì nhỏ nhỏ của marathon này trông cũng rất là tuyệt vời. Hiểu xong kia có những giải thưởng gì đặc sắc không? Chắc là tiền tiết cũng rất là nhiều, nhìn trông rất là sang chảnh mà. Giao thông hơi phức tạp tí và tụi mình đi ở dưới tầng hầm để có thể đến được cái chỗ khán giả xem cuộc thi chạy ngày hôm nay. Giao thông ở Nhật thì rất là phức tạp, đi đường hầm thì toàn là đi đường hầm để sang lại các bên những thứ nữa, không thì ngày hôm nay ta cấm đường rất là nhiều. Kết thúc rồi, vừa bọn tôi cũng kết thúc rồi. Vừa nhìn thấy cái chỗ địa điểm xuất phát, địa điểm đến đích cuối cùng của ngày hôm nay mà hơi khó để có thể vào trong. Đấy, nếu mà bạn các bạn đến ngày hôm nay thì tôi đây có một người bạn đồng hành, đây chính là cậu Nhật này. Cậu đi theo tôi như kiểu là hướng dẫn viên ấy. Mình người Việt Nam, cậu và cậu người Nhật, và cậu còn phải nhờ mình hướng dẫn viên cho. Đấy, có vẻ khổ thật. すごい楽しかった。すごい近くでさ、マラソンランナー見てよかったわ。よかったね。どこどう？すごい元気です。元気。ちょ、ちょ、ちょ、ちょですね。みんな大変ですね。大変ね。大変。でもまあ楽しいです。面白いです。面白いです。 trường cho những người chiến thắng ngày hôm nay. Hiện tại thì chưa có ai, nhưng mà chắc là một lát nữa thôi chắc sẽ có một sự kiện rất lớn xảy ra ở đây.
thích ghê, được nhận bao nhiêu quà kia các thứ. Yeah.